Em nãy giờ em có kiểm tra email của em chưa? Rồi anh. Thấy gì không? Không thấy gì cả, thấy email cũ của em. Kỳ vậy ta. Anh đang chờ cái gì à? Không có. Ê, có mèo, có mèo, có cái tiếng mèo kìa. Đây, đây, đây. Con nào nó dám gửi hình đứng cùng anh gửi cho em? Con nào hả? Con này là con nào? Thế là nãy giờ là ngồi canh me chờ con này nó gửi hình đến để nó chọc tức tôi lên đúng không? Không không em ơi, em tha cho anh nha, tại vì anh lỡ dạy có một lần thôi, một lần thôi. Tôi không bao giờ tôi tha được cho anh cái dạng trăng hoa mà lăng loạn như anh thế này, thì tôi đi về nhà mẹ tôi. Ừ, em đi đi. Anh đi. Khoan, mấy lần trước tôi cũng giận tôi bỏ về nhà. Đùng đùng bỏ về, mẹ bảo như thế là không tốt. Như thế thì không giữ được chồng, mà càng tạo cơ hội cho chồng đi. Cho nên là mẹ bảo phải 10 lần anh phạm lỗi thì tôi mới về nhà. Bây giờ chưa đủ 10 lần thôi thầy. Ủa mẹ nói vậy hả? Đúng. Đâu có em ơi, em nói thiệt với em. Thiệt á, anh biết lỗi, anh cảm thấy rất ân hận. Bởi vì không chỉ một lần đâu. Cái đó anh nói giảm nói tránh á, chứ thiệt ra là mười mấy lần rồi đó. Mười mấy lần. Nhưng mà thôi, để giữ dâu hiền vợ thảo con ngoan thì tôi tha cho anh lần này. Ủa? Thôi tôi đi ngủ. Em khúc này là sai tâm lý. Sai tâm lý hoàn toàn luôn. Bình thường á, nếu mà có giận anh cãi lộn hay gì, cái chuyện mà chăng qua của anh đó là em sẽ nổi điên lên, em đập đồ chán chê rồi thì em tức giận lên em bỏ về nhà mẹ em. Bởi vì em phải đúng tâm lý của em làm đi. Nhưng bây giờ tôi đã trưởng thành hơn, anh hiểu không? Tôi phải nghĩ đến đường dài. Nếu như bây giờ đang đêm hôm 12 giờ đêm tôi đi về nhà, tôi bấm chuông, bố mẹ tôi ra mở cửa, hàng xóm láng giềng người ta nhìn qua, người thấy con này bảo con này đã lấy chồng rồi, 12 giờ phải về nhà bố mẹ, là thế nào? Là chồng nó đối xử với nó tệ như thế nào nó mới phải về nhà, hoặc là nó tệ như thế nào chồng nó mới đuổi ra khỏi nhà. Xong cuối cùng thì sao? Bố mẹ tôi là người như thế nào mà dạy con gái đến mức bị chồng đuổi về nhà? Thế là cuối cùng tất cả mọi người đều bị liên lụy, anh hiểu không? Tôi phải nghĩ đến cho mọi người, tôi phải nghĩ đến cái thể diện của gia đình này. Tôi đi ngủ. Ủa, em không phải đâu, lúc này là em phải về nhà, em về nhà đi. Đấy, đây, đây, về em nhà. Không về nhà, ok anh lạ nhỉ? Thì về đi, về nhà. Sao em tha cho anh mà anh lại mất em phải. Không phải, anh. Cái chuyện này là cái chuyện nó ảnh hưởng tới danh dự của em mà, em phải tức giận em bỏ về nhà chứ. Không, em cho phép em được chấp nhận là em mất mặt trước anh hôm nay. Em đi ngủ. Trời đất ơi, có hiểu quá, sai tâm lý rồi. Anh lạ thế nhỉ? Sao mình tha thứ tới chồng mình mà chồng mình lại không muốn là thế nào? Thế là thế quái gì nhỉ? Ê, sao tự nhiên lại nhảy một phát vào giường ngủ vợ chồng tôi thế? Em nghe bên phòng chị có tiếng ồn. Chính xác. Qua đây em coi chị có bị gì không. Em bảo vệ chị. Có chuyện gì hả chị? Có gì không? Một chuyện động trời. Trời ơi, động trời hả? Ra đây. Gì vậy chị? Đây. Chồng chị chụp với cái con nào mà nó xấu. Con này không phải con người, con này là con quỷ. Mà nó không biết là nó xấu, nó vẫn tưởng nó đẹp. Sau này lại còn nay tờ, nó còn thế này nữa chứ. Em ơi, nhìn có lộ ắc lên không? Ôi, nó xấu, nhìn nó thô bỉ, nó thô tục. Trời ơi, nhìn nó như một thằng đàn ông. Trời, chồng chị. À, chị đừng nói là bữa nay chồng chị cặp với con này nha. Thì nãy thì nó gửi hình qua nó khoe đấy. Ôi trời ơi, trời ơi, thôi chết rồi. Chị, không lẽ là bây giờ chồng chị có bệnh? Chồng chị bị cái con mắt chồng chị bị sao rồi? Có lẽ là bây giờ là giống như là đổi gu rồi, không có thích những cái dáng vẻ mà mảnh mai liễu yếu đầu to này nữa, bây giờ chuyển sang thích mấy con mà nó xấu lạ cơ bắp, mà nó thô, mà nó xù xì như một thằng đàn ông vậy đó. Chết, bây giờ là chết đàn ông rồi. Đàn ông cái khẩu vị và thẩm mỹ nó thay đổi lạ lùng nhỉ. Chị ơi, bây giờ cơm ăn hàng ngày còn ngán, nói chi là vợ. Lâu lâu tao phải đổi vị đúng không? Đúng rồi, lâu là phải tự đi ra cho cháy cơm lên để ăn. Đó. Bây giờ là chết rồi, bây giờ là ảnh chuyển sang ảnh thích cơ bắp rồi. Thế bây giờ phải làm sao để giữ chồng? Giờ chị phải làm sao đi? Bây giờ một là chị phải nhường chồng chị cho mấy cái con thô lỗ đó. Con điên à? Thế thứ hai là chị phải tự thay đổi chị thôi. Bằng cách nào?
thì chị bây giờ chị đi tập tạ đi. Tập tạ, tập đồ lên, hít đất đồ vô, ghim vô, đồ hơn nó luôn. Ôi cái này khó quá, tôi nhìn Trời mất chồng thôi. Bây giờ chồng chị chuyển sang thích sờ tay lạ rồi. Chết rồi. Ôi con đứa con rất nhìn. Em nhìn con đây là con quỷ. Con đây là con quỷ chị hết rồi. Trời ơi, mà em nói thiệt nha, chồng chị vì cái con đó mà bỏ chị, tức là chị còn xấu hơn con quỷ nữa. Có điện thoại, có điện thoại thôi. Để hai bạn ở đây như thế này nhỉ? Số lạ, số lạ. Số lạ hả? Alo. Alo. Anh là ai? Cái gì? Nghĩ sao mà kêu là anh trời? Không thấy nói giọng phụ nữ hả? Hả? Tôi là người yêu của anh Tú nè. Cô hãy đi ra khỏi nhà đi, hãy buông tha cho anh Tú đi. Sao trên đời này lại có người mà cả cái cơ thể, cái thân hình và đến cả cái giọng nói cũng là đàn ông thế nhỉ? Tôi chính là cái người mà cái người phụ nữ mà có thân hình đàn ông ở trong cái hình đó đó. Ai vậy chị? Cái con quỷ đấy đấy, nó gọi đến đấy. Con quỷ cái nữa hả? Con quỷ đàn ông đấy. Gàng quá. Mở rè lửa lên nhèm sợ nó chật. Alo, vẫn đang tiếp tục nghe đây. Hãy buông tha cho ảnh đi, hãy buông tha đi. Ủa, anh Hải? Anh hả? Anh giỡn gì kỳ vậy? Hải nào, tôi không phải là chồng của cô. Cô hãy đi ra khỏi nhà đi, hãy buông tha cho ảnh đi. Cái giọng rõ ràng mà. Kỳ vậy? Này, thế đàn ấy ơi, thế ngoài cái thân hình và cái giọng nói của đàn ấy giống đàn ông, thế đàn ấy còn cái quái gì khác giống đàn ông nữa không? Ngoài cái giọng với cái mặt ra thì tất cả tôi đều là phụ nữ. Hãy buông tha ảnh đi, bực bội quá ha. Con quỷ cái này bây giờ mình mà không xử nó không coi chị ra cái gì hết. Thôi bây giờ phải xử nó. Bây giờ chị phải làm một cái hành động gì đó đi. Thôi bây giờ chị đi về nhà mẹ chị. Về nhà mẹ hả? Chị đi về nhà mẹ chị lấy hành lý chị đi về nhà mẹ chị.